xin chào tất cả các bác. Ở video clip này xin gửi đến các bác một bộ đôi cấu hình là một chiếc âm ly Hitachi SR600 và một đôi loa rất quen thuộc Onkyo M6, được mệnh danh là loa voi các bác nhé. Xin nhấn mạnh lại các bác là được mệnh danh là loa voi. Những đôi loa có chất âm kiểu dội bom, nghe là đánh tiếng bass kiểu như thả bom các bác. Và đây là một đôi loa rẻ, hay, ngon trong cái tầm tiền. Giờ này về toàn loa đẹp các bác nhé. Thì đây là một đôi loa Onkyo M6, sử dụng một bass 34. Bass chính xác người hãng sản xuất nói là bass 34 và một mid chép giấy. Con mid chép này có cái củ từ to như con loa bass và rất gấu, và một lỗ thông hơi rất to phía trước. Được mệnh danh là loa voi bởi vì nhìn nó rất cục mịch và nhìn nó như một con voi các bác. Và cái chất tiếng của nó cũng kiểu như một con voi đi oanh tạc trong khu rừng các bác. Tiếng bass đánh rất lực và nó là một đôi loa có cái chất âm gọi là thích uyển chuyển nhẹ nhàng, là uyển chuyển nhẹ nhàng. Thích bạo lực kiểu vũ bão thì nó đánh được kiểu vũ bão bạo lực, đánh bass như dội bom. Và trước mắt các bác đang là một chiếc âm ly Hitachi, cứ Hitachi oánh vào dòng Onkyo M3, M6 thì các bác nhận lại một cái chất liệu âm thanh phải gọi là trên cả tuyệt vời các bác nhá, trên cả tuyệt vời luôn. Cứ Hitachi sò sắt, tất cả những dòng âm ly Hitachi sò sắt các bác oánh vào những đôi loa Onkyo M6, M3 cho ra chất âm cực kỳ tuyệt vời, không cần quan tâm nó công suất bao nhiêu các bác nhá. Và con âm ly này em cũng xin báo cho bác thông số luôn, nó oánh 4 sò sắt, mỗi sò sắt được bọc một lớp chống nhiễu ở phía ngoài, 4 sò sắt Hitachi và công suất là 70W. Dòng này là dòng sò sắt xuất âm tụ, các bác lưu giúp em, đánh rất khỏe và lực. Đánh đôi M6 này gọi là đánh lòi rốn không hề nóng. Ưu điểm của âm ly này là nó dòng xuất âm tụ và dòng sò sắt Hitachi và nguồn rất lớn, FM đến 90MHz các bác nhé. Dòng nội địa Nhật, hai cầu AB cộng B 4-16 ohm, tình trạng đẹp xuất sắc, mặt phay nhôm size 43. Và bây giờ mời các bác cùng thưởng thức chất âm bộ cấu hình này. Đôi loa giá trên thị trường bây giờ, giá đôi M6 đẹp, các bác lưu ý giúp em là những dòng M6 này, cái tép này nó bị rúm vào, em đã lôi ra rồi, em lấy máy hút bụi em lôi ra thì nó bị nhàu như vậy các bác nhé. Còn những dòng này một khi đã hỏng thì phải tháo ra thay gân, tháo ra thay côn thì không mà còn giữ lại được cái mút này các bác nhé, cái mút zin đấy ạ. Đó, các bác yên tâm là loa cực kỳ zin, nó bị lóm lại em lấy máy hút bụi em hút ra thôi. Đó các bác, zin 100% các bác luôn. Và ê căng của nó đây, ê căng đầy đủ, ê căng đẹp. Và đôi loa này giá, để các bác giá 7.500.000 đồng các bác nhé. Trên thị trường giá ngoài 8 triệu rồi, em vẫn để các bác giá bình ổn giá 7.500.000, giá từ xưa đến nay vẫn như vậy, đẹp xuất sắc, vô thành sắc cạnh. Gần mút, đánh rất lực các bác. Và bây giờ mời các bác cùng thưởng thức chất âm với những dòng Hitachi ghép vào. Em sẽ mở một đoạn nhạc trữ tình và một đoạn nhạc sống cho các bác nghe thử luôn. Đánh cực kỳ hay các bác nhé. Gọi là chất liệu âm thanh kiểu mơ ước các bác. Bát đánh như rùa bò các bác. Bát đánh rất lực và sâu các bác ạ. Đây là vi tinh chỉnh. Nên đường dài thật gian, ta mặc tình sống chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng rằng là mở nhạc, một bài nhạc rất uyển chuyển nhẹ nhàng của sân khấu Bali Banyai, nhưng mà các bác có thể nghe thấy cái tiếng gầm gừ
chỉ muốn oánh tiếng bát sập nhà các bác. Em nhấn mạnh là đánh tiếng bát cảm giác như rung nhà luôn. Và nó thể hiện cái gọi là cái nội lực rất là tiềm ẩn ở trong con bát của con M6 này. Với những dòng loa của Nhật Bản, riêng con bát của Onkyo M6, các bác hãy lưu giúp em, nó là một con bát cực kỳ hay. Con loa bát của nó ẩn chứa những cái sức mạnh, mặc dù nghe những cái bài hát rất là bình thường thôi, nhưng mà các bác có thể nghe thấy tiếng trầm, giải trầm nó đánh xuống sâu và nó gầm gừ như muốn thoát ra khỏi cái thùng, rất là kinh các bác ạ. Dành những bác nào thích kiểu bạo lực các bác nhá, mà lại nhẹ nhàng uyển chuyển, rất mềm mại, tiếng bát đánh sâu mềm mại. Ở giải tép các bác có thể nghe thấy là độ trong sáng, độ sạch sẽ. Một con tép giấy rất hay các bác. Không thể hay hơn được với những dòng tép giấy kiểu này. Đánh rất hay luôn các bác. Tiếng tép sạch sẽ. Một đôi loa có dùng quá nhiều từ để khen nó, bởi vì nó là một đôi loa rất hay các bác. Bây giờ em sẽ test cho các bác một đoạn mà các bác rất thích đây. Em sẽ cho nó thể hiện cái nội lực của con bát này. Đánh rất căng luôn các bác. Em sẽ mở một đoạn bô lây. Các bác nghe thử cái nội lực của nó. Và chiếc âm ly SR600 này để các bác giá 5 triệu tròn các bác nhé. 5 triệu tròn. Các bác có thể nghe nội lực của nó đánh. Các bác nhìn cái bát của nó đây ạ. Mà lồng ngực các bác đánh rất kinh khủng các bác ạ. Chân thạch cao này em đang dè các bác nhá, đang dẹt rồi các bác. Rồi bác nào có nhu cầu lấy bộ cấu hình này, chiếc âm ly giá 5 triệu.
Hitachi SR600. Đây một dòng Hitachi đánh 4 sò sắt Hitachi rất hay trong tầm tiền. Và đôi loa giá 7.500.000 đồng Onkyo M6 các bác nhé. Một đôi loa rất đẹp, một dòng loa có thể vừa nghe vừa hát được, bass 34, oánh rất dã man các bác. Đôi loa có nội lực gọi là thâm hậu. Và bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây. Bác nào có nhu cầu lấy độ đôi loa này hoặc lấy cả âm ly và loa, em khuyên các bác nên lấy cả hai luôn, bởi vì đây một cấu hình ghép lên rất hay các bác. Hoặc bác nào có những chiếc âm ly của Hitachi LOD, cứ mua loa Onkyo M3, M6 cho em, oánh vào cho ra chất âm cực kỳ hay. Và đôi loa giá 7.500.000, âm ly giá 5 triệu các bác nhé. Đánh tức lực luôn các bác, đánh rất êm.